Anh muốn cắt kiểu gì nhỉ? Cắt như cũ. À. Cắt như cũ à? Kiểu layer cái gì? Ok. Em xin phép được quay video anh làm mẫu được không? Ok. Anh đợi chút rồi xả em cắt cho. Ngay bây giờ thì Tường sẽ sử dụng NT20, NT218 và lược bản to để cắt kiểu tóc layer này, hướng dẫn cho các bạn. Bạn mẫu này có một khuôn mặt rất là giống Mr Bean. Cũng không phải là giống quá nhưng mà cũng có một cái nét gì đấy hơi giống giống. Đó. Mình có hỏi bạn ý là có muốn cắt vuốt lên không thì bạn ấy không thích, tại vì cái trán của bạn cao và gáy của bạn bị bẹp này. Gáy này như kiểu gáy đầu cá chê ấy, cực bẹp luôn. Cái này thì nếu như chúng ta mà cắt cao lên thì rất là xấu luôn. Và bắt buộc chúng ta sẽ phải cắt thấp. Rồi, vẫn như thường lệ đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải chia cái phần tóc ở trên top lên. Rồi, Tường sẽ sử dụng lược bản to của Tường. Sắp hết pin rồi anh em ạ. Tường sử dụng lược bản to kết hợp với tông đơn NT20 để Tường kê lược. Anh em lưu ý là chúng ta giữ lại phần sai nhé. Cái lược này thì cái đầu răng lược thì nó có độ mỏng là 1,5, sống lược là có độ dày là 2,5. Sau khi Tường kê lược xong thì Tường sẽ đóng lưỡi đẩy lên, rồi giờ Tường mở lưỡi để phá cái ngấn này. Rất nhanh đúng không anh? Đúng anh em. Đầu tiên là kê lược nhé. Đó, xong anh em đóng lưỡi đi lên một đoạn hoặc 1 cm, sau đó anh em mở lưỡi phá ngấn. Tiếp theo thì Tường sẽ sử dụng con bấm viền NT218 để Tường làm cho cái đường mai này nó sắc nét thì nhìn nó sẽ có cảm hứng hơn. Đó, tới đâu làm đẹp tới đấy thì mình cho mình có một chút cảm hứng để mình cắt tiếp cho đẹp. Rồi với chân này thì Tường sử dụng NT218, Tường đẩy sát hơn một chút nữa cho nó có hiệu ứng. Tiếp theo kê lược. Đến cái phần gáy này thì anh em vẫn kê dọc lược nhé. Anh em cứ nhìn trên video là rõ nhất rồi. Con NT20 này thì là lưỡi kép sứ cho anh em. Lưỡi kép sứ mà so với lưỡi kép Mỹ thì lưỡi kép Mỹ được 10 điểm nhưng lưỡi kép sứ này chỉ được 7 điểm thôi. Rồi anh em kê lược. Nếu như cái đoạn này nó còn dày quá, cái đoạn viền nó còn dày quá thì anh em mở lưỡi xuống đẩy lên. Đó, mở lưỡi xuống này, đẩy lên này. Đó, thì nó khớp với cái mũi răng lược. Mũi răng lược là 1,5. Đó. Rồi, ok. Tiếp theo đến cái phần gáy. Gáy này là gáy bẹp nên là Tường cắt thấp rồi. Mở hết lưỡi, đẩy hất ra ngoài, khỏi nó bị lẹ vào trong tạo ngấn. Đó, ta đi khung lên. Sau đó chúng ta kê lược là khớp luôn nhá anh em nhá. Anh em này. Đó, kê lược lên. Đây là một cách cắt rất là nhanh. Hầu như là Tường rất hay áp dụng cái cách cắt này trong quá trình làm nghề của Tường. Theo cái phong cách làm việc của Tường thì Tường quan trọng nhất là form cho khách hàng, lên form phù hợp với khuôn mặt. Rồi, tông đơn kia hết pin, Tường sẽ chuyển sang con màu vàng. Con này thì là lưỡi kép Mỹ anh em. Con này lưỡi kép Mỹ cắt nó ngọt hơn. Đó, giữ lại phần gáy để che đi những cái khuyết điểm. Ví dụ như gáy bị bẹp thì chúng ta để cái phần gáy một chút cho nó đỡ bẹp. Quý khách hàng qua cắt tóc thì quý khách hàng có thể qua số 8 ngõ 12 phố Hàm Nghi hoặc là 22 Đức Thắng gần trường Đại học Mỏ, hoặc là cơ sở bên 405 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm, và cơ sở ở 181 Trần Cung mới khai trương. Anh em nào ở gần cơ sở nào thì có thể qua để làm đẹp và trải nghiệm dịch vụ cắt tóc ở bên Tường. Phần bên này thì anh em cứ kê theo cái chiều xuôi lên nhé. Anh em có khó khăn gì về nghề thì cứ bình luận ở video, Tường sẽ trả lời
cố gắng trả lời cho anh em. Nhiều anh em kêu là cắt đầu layer này khó. Thường thường thì nó khó ở phần kê lược. Bởi vậy nên là học viên của Tường thì Tường rất nhấn mạnh là học kê lược thật tốt, để sau này mình có thể tự bản thân mình xử lý được tất cả các kiểu đầu khó. Có những kiểu đầu hóp hay là gầy, chất tóc thưa mỏng, chúng ta không nên dùng cữ mà chúng ta phải cắt bằng lược thì nhìn nó sẽ có hồn hơn. Đó thì cái cơ bản là cái mà móng vững chắc nhất. Nên là anh em học viên của Tường cố gắng, nếu như đang xem clip này thì cố gắng luyện kê lược thật tốt. Đó, mở lưỡi đi pha ngần. Cái kiểu layer này thì thực ra nó cũng giống như kiểu chân phương thôi anh em. Đó. Ở cái kiểu tóc này thì Tường cắt thấp để giữ cái hiệu ứng, để giữ cái size. Quan trọng nhất là phải giữ size, để khi chúng ta cắt liên kết phần top với phần size thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Trong clip ngày hôm nay thì Tường sẽ chia sẻ cho anh em cắt top luôn, rất là chi tiết luôn cho anh em. Rồi, bấm cái mic này cho nó nét, nhìn nó phấn khởi. Rồi, bấm nó phải tròn thì nhìn nó mới thích anh em ạ. Hiện tại thì Tường có nhóm kín là Tường Barber Fan, anh em có thể vào nhóm để giao lưu về đồ nghề. Tường có cung cấp cả đồ nghề cho anh em thợ. Rồi, ok. Bấm viền cho nét lại, một lúc nữa chúng ta cạo cho nó nhàn. Đó. Ok. Như vậy người ta mới gọi là nhiệm vụ của con bấm viền. Tiếp theo đến cái phần khớp này, rất nhiều anh em mới vào nghề mắc phải, tức là để lại G thì Tường sẽ dùng kéo tỉa để Tường tỉa. Dùng kéo tỉa, tỉa xong lát nữa chúng ta sẽ dùng tông để chúng ta đánh bóng lại, là lại. Rồi, ok. Đó. Rồi, bây giờ Tường sẽ xử lý phần tóc ở phía gáy. Tường bắt kẹp tay trong. Đó, nâng góc độ 75 độ. 75 độ về phía mình nhá. Đừng cắt 75 độ. Tường sẽ xử lý gáy trước. Đó. Chúng ta dâng mỏng tóc lên cắt, hoặc là anh em có thể đan lược cũng được. Làm sao anh em thấy đẹp là được, không cần phải quá hoàn chỉnh. Đôi khi thừa thừa là một chút nó là nghệ thuật, anh em đừng có đặt nặng vấn đề quá. Trong video nào Tường cũng dặn anh em thế, thả lỏng ra, đừng đóng khung, phiêu phiêu lên một chút cũng được, miễn làm sao chúng ta hiểu là được. Rồi bây giờ Tường sẽ chia cái phần sai và lấy một phần tóc ở trên top để Tường cắt. Tường sẽ cắt bằng sai nha anh em này, kẹp tay trong. Đó, phần thừa ra cắt luôn, cứ bằng sai, lấy cái phần sai làm điểm chuẩn. Rồi cứ thế. Đó, cắt xong xong. Rồi, ok chưa? Rất đơn giản. Tiếp, lại lấy thêm tép tóc tiếp. Rồi, lại cắt bằng với phần sai. Rất đơn giản. Kẹp tay trong nha anh em. Đó. Rồi, Tường sẽ dâng mảng tóc lên để Tường xử lý cái phần bên trên cao hơn, phần mảng tóc cao hơn. Anh em lưu ý là cứ lấy cái mảng ngắn nhất ở dưới cùng đầu ngón tay làm chuẩn.
Đó. Rồi. Cứ thế chúng ta cắt khoảng 2-3 mảng. Sau chúng ta lại sang bên kia. Chia đôi ra. 5-5. Đó. Rồi, lại dâng. Đấy. Chúng ta cắt cái phần ngọn thừa đi. Ta dâng chéo tay nhé. Rồi tiếp sang bên này, làm ngược lại đúng như vậy luôn. Cứ cắt làm sao mà chúng ta khớp với phần sai là nó sẽ không bị thừa ra ngoài. Đây cũng là một cách cắt của tường. Rất nhiều anh em hỏi là em cắt hay bị thừa. Thì đây là cái cách cắt của tường, anh em có thể tham khảo. Layer này thì có rất nhiều cách cắt anh em ạ. Rất nhiều cách cắt, mỗi người thợ thì có một cách cắt khác nhau. Anh em có thể tham khảo, thấy cách nào nó phù hợp với mình thì mình làm. Đó. Mẫu này là mình cũng chọn tự nhiên thôi chứ mình cũng không chọn đâu. Khách người ta đến cắt tóc thì tường quay luôn, chứ tường không chọn. Thường thường mẫu thì mình vẫn ưu tiên là mẫu có cái ngoại hình một chút, đẹp trai một chút thì quay lên anh em nhìn nó sẽ phấn khởi hơn, hoặc là anh em xem thì nó cũng có cảm hứng hơn. Kể cả form đầu cũng thế, form đầu xấu quá thì đăng lên anh em cũng nhìn nó chán. Đó. Nhưng mà tường sẽ cố gắng chọn những form đầu khó xử lý để xử lý cho anh em. Nó dâng chéo tay lên để cắt phần ngọn đi nhá. Rồi ok đấy. Vậy là xử lý xong cái phần trên rồi, giờ cắt mái. Cắt mái này thì cũng rất nhiều anh em bó tay, tại vì cắt xong nhìn rất ngố. Anh em có thể áp dụng cái cắt của tường. Đó. Dâng khoảng độ 8-90 độ lên anh em cắt. Càng dâng cao thì anh em cắt nó càng so le nhiều. Đó, sau đó tường sẽ xử lý luôn, giật lùi về phía sau để kiểm tra luôn xem là các ngọn tóc đã đều chưa. Đó, tường sẽ giật lùi về phía sau luôn xem là đã đều chưa. Đó. Cái phần tốt của kiểu layer này rất quan trọng. Đó, chúng ta cắt phải kỹ, phải đều thì nó mới có một cái form đầu chuẩn được. Đó, cắt đều đi anh em ạ. Không những bắt ngang mà còn phải bắt dọc. Đó. Khi mà anh em cắt được layer rồi thì anh em có thể cắt được những kiểu đó cổ điển. Ví dụ như pompadour và long trim. Đó, nó cũng áp dụng tương tự như thế. Nó chỉ thay đổi về cái khung một chút thôi. Nên là anh em cố gắng luyện cắt tốt, kẹp tay thật tốt. Rồi, ngắn nữa không em? Anh cho em ngắn tí nữa anh ạ. Ok, ngắn tí nữa nha. Đó, mình sẽ cho ngắn một chút nữa. Nếu mà khách hàng muốn ngắn chút nữa thì anh em đừng có dâng cao quá. Phát này anh em dâng cho tôi khoảng độ 60 độ thôi, 60-45 thôi. Dâng cao quá thì nó lại càng mỏng quá. Anh em lưu ý nhá. Tầm này khách chịu cầu cắt ngắn thì chúng ta sẽ... Thường thường cắt mái thì thường hay kiễng chân như thế này. Không biết là anh em thế nào. Tại vì nhiều khi khách hàng cao quá, mình hạ ghế hết cỡ rồi nhưng mà khách vẫn cao, cắt mái vẫn phải kiễng. Không biết có anh em nào giống tường không. Đó, phải kiễng chân phải tới. Mấy ông học viên đứng ngoài ròm ròm. Đó, học viên của tường đấy. Ông nào đứng ngoài thì điểm danh dưới phần bình luận nhá. Vậy là tường đã xử lý xong cái phần độ ngắn của kiểu tóc layer. Bây giờ tường sấy khô rồi, tường sẽ tỉa tách. Để lúc vuốt nó sẽ tạo ra những cái nọng tóc, tạo ra những cái tách rất là đẹp. Ở phát này thì anh em tỉa đứng kéo giúp tường nhá. Đứng 90 độ. Đó. Nói chung là nói cái độ độ này cho dễ nhận biết thôi. Nắm nụng đau hết cả đầu. Nhược kết ca đâu. 90 với 7 năm sốt hết cả ruột. Tóm lại anh em cứ nhìn trên video ấy. Đó. Ví dụ như đây là đường cắt 60.
dâng mảng tóc 90 đó, tại vì nó sẽ có thang góc độ là 180 và 90, mỗi người người ta hiểu ra một kiểu. Cái quan trọng nhất không phải là anh em cứ tập trung vào cái lý thuyết, mà anh em phải nhìn thực tế và tư duy ra thôi. Đây là Tường chia sẻ cái suy nghĩ và cảm nhận của Tường. Còn đôi khi nó chỉ là những cái ký hiệu và ký tự để giúp cho nhau dễ học hơn. Anh em của Tường cố gắng lên nhá. Ở nhà tập kéo đi. Đây này, mấy ngày hôm vừa rồi các bạn học mà Tường cho các bạn tỉa tách ấy, đó, sau này cắt tóc thật là nó sẽ áp dụng đúng như này luôn. Tỉa đứng như này luôn. Rất nhiều bạn cắt vào tay rồi, chảy cả máu tay tới tận thịt luôn, tận mạch máu luôn, sợ thật. Chỉ đứt sơ sơ thôi, còn đứt sâu hẳn một miếng thịt như vậy thì hơi căng các bạn ạ. Nên các bạn cố gắng rèn luyện thật chắc để khi chúng ta vào cắt tóc thật thì cái cảm xúc của chúng ta sẽ đỡ, chúng ta không run quá. Đó, khi các bạn học và cắt trên khách thật thì nó sẽ khác nha. Cố gắng lên. Đó, tỉa tách rất là quan trọng, giúp cho tóc vuốt nó sẽ tạo ra những cái tách tự nhiên, đan xen lộn xộn rất là đẹp. Giống như việc chúng ta đi học lái xe ấy, đầu tiên thầy phải chúng ta học làm quen với vô lăng, rồi học chúng ta học số nguội. Đó, Tường vẫn chia sẻ trên lớp rồi. Chúng ta cứ tập làm quen số, làm quen vô lăng, bắt đầu ổn người ta mới cho lái chứ. Một phát thao tác chưa vững, chưa biết đánh bên nào bên kia mà cho lái luôn thì tông chết người. Cắt tóc cũng vậy, nên là anh em phải luyện cơ bản thật chắc đã rồi đi cắt thì nó mới đi cắt thì nó mới chuẩn được. Lúc đi cắt mà tông cầm chưa vững, rồi kéo cầm chưa vững thì làm sao mà cắt được. Nên là anh em cố gắng nha. Rồi xong hết rồi đấy, bây giờ cạo. Anh em lưu ý là cái mai này cạo phải sắc nét nhé, cạo phải tròn ra nhìn cho nó phấn khởi. Đó, phấn văn khởi luôn. Đó, cạo Tường rất quan trọng cái phần mai này, cạo nó phải tròn, tròn xoe thì nhìn nó mới phấn văn khởi, khơi văn phần. Đó, ông mẫu này, ông anh mẫu này tư vấn cắt vuốt vuốt các thứ này không thích, thích layer thôi. Đó, chứ mặt của bạn mẫu này mà vuốt lên một chút thì cho khuôn mặt nó dài hơn đấy, cảm giác nhìn nó đỡ tròn. Thế nhưng mà bạn mẫu này thì bạn không thích vuốt vì chán bạn cao. Đó, bạn này mà vuốt lên là cũng ok đấy, mũi đẹp, miệng đẹp, gần giống Mr. Bean luôn. Rất mong là sắp tới thì luôn luôn ra được những cái kiểu tóc cho các bạn xem. Lanh quanh đường quần thì nó chỉ có mấy kiểu đấy thôi. Còn các bạn thích yêu cầu kiểu gì thì cứ comment bên dưới luôn, Tường làm luôn, sẵn sàng. Đó, anh em cứ yêu cầu bên dưới. Rồi, vậy là xong rồi đấy anh em. Giờ là sấy tạo kiểu, sấy bồng anh em nhé. Anh em có thể dùng thêm Vitelin, tức là tonic. Tonic thì Tường dùng của Ruzo, tức là con lợn. Đó, để tăng cái độ bồng lên cho tóc. Sau đó Tường sẽ dùng Snap Play, Tường đánh. Rồi ok, xong. Đó, bây giờ anh em có thể xem qua một vòng. À, cắt thấp chân, phay rất là thấp mà phay rất là nhanh và đơn giản, không cầu kỳ. Gáy thì bẹp thì chúng ta giữ lại cái phần gáy ở phía sau. Đó, tỉa đều, không sợi nào thừa ra sợi nào. Trán thì cũng bẹp luôn, nên là chúng ta cần phải để layer để tăng độ bồng. Đó, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của Tường. Anh em có thể đăng ký kênh để ủng hộ Tường và đón xem những video tiếp theo. Anh em có thể follow TikTok để theo dõi những câu trả lời của Tường. Vừa rồi thì Tường đang quay phim thì có chạm vào tay bạn này nên là đã làm nẹ mất một khách, làm một nẹ mất một miếng của khách. Đó, nẹ mất một miếng của khách. Rất xin lỗi quý khách. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.